Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện. Diệu thủ tiên sinh cực kỳ xúc động, lạc giọng hỏi. Thật là quái lạ, người không chết được. Chính tử văn cũng kinh dị không bút nào tả xiết Chàng tự nghĩ Bình sinh mình chưa từng uống một thứ linh chi dị thảo nào Mà cũng chưa từng luyện hộ thần huyền công gì Thế mà mình nhớ lại Đã có 3-4 lần gặp tình trạng chết đi sống lại Là nghĩa làm sao Đúng là quái sự không ai tin được Hơn nữa Lần này mình bị hắn tử lạ mặt hạ sát sau khi bị trọng thương Tuy là mình không biết gì nữa Nhưng gã đã dựng bìa mộ đào huyệt ngay đây thì đúng là gã đã trồn mình rồi. Từ lúc gã hạ sát đem trồn cho tới lúc có người quận mà, ít ra cũng phải hàng giờ. Vậy thì làm sao mà sống lại được? Hay là có người trong bóng tối ám trợ mình? Nếu có người thì người ấy là ai? Phải chăng đây là thuyết quỷ thần huyền bí? Vụ này đã vượt qua sự tưởng tượng của con người. Từ văn càng nghĩ lại càng hoang mang kinh hãi về nguyên nhân cái chết đi sống lại của chàng. Chàng siết đối nghi ngờ, lắc đầu đáp. Tại hạ cũng chẳng hiểu vụ này ra làm sao nữa. Diệu thủ tiên sinh hỏi. Thế ơi trượng này, người có uống một thứ dược vật thuộc loại thiên tài địa bảo nào hay không? Từ văn đáp. Tại hạ bình sinh chưa từng uống thuốc gì đặc biệt. Diệu thủ tiên sinh nói Người thử nghĩ kỹ lại coi Từ văn cả quyết Nhất định là không có Diệu thủ tiên sinh vẫn chưa chịu thôi Lão hỏi tiếp Hay là người đã gặp chuyện kỳ ngộ gì đặc biệt ư Từ văn tuy là cảm thấy lão quan tâm đến mình một cách quá đáng Nhưng chàng nghĩ tới Đối phương đã chịu lời ủy thác của tưởng quý dân chiếu cố cho chàng Nên chàng cũng không để ý Nhẫn nại đáp Ờ, cũng không có chuyện kỳ ngộ gì đặc biệt đâu. Chàng nói tới đây đột nhiên ngừng lại vì chàng nhớ tới vụ lão quái ở sau núi Bạch Thạch đã chút công lực vào cho chàng. Thì dĩ nhiên vụ này có thể nói là một chuyện kỳ ngộ. Nhưng việc chút công lực bất quá là để giúp cho nội lực của chàng nhanh chóng thành tựu chứ không thể khiến cho sinh cơ vĩnh viễn bất diệt. Đó là một điều rất là thiển cận, ai cũng nghĩ ra. Từ văn nghĩ tới đây Trang liền dừng lại không nói nữa Diệu thủ tiên sinh chợt nhớ tới điều gì đó Buột miệng nói Lão Phu nghĩ ra rồi Tất thị là đã biết vụ này Từ văn ngạc nhiên hỏi Thị là ai Diệu thủ tiên sinh đáp Thị là thiên đại mà cử ấy Thị đã nói một câu Nhưng Lão Phu lúc đó không để ý Bây giờ nhớ lại thì ra câu nói đó hàm ý sâu xa. Từ văn ngắt lời. Y đã nói câu gì? Diệu thủ tiên sinh đáp. Thị bảo là đã nghĩ trước là người không chết. Từ văn sửng sốt la lên một tiếng rồi hỏi ngay. Có phải y đã quận mà tại hạ không? Diệu thủ tiên sinh lắc đầu đáp. Ờ không phải. Chính lão phù đã quận mạ người. Người quận mà là các hạ ử ừ. ừ, Đúng vậy Lão Phu có muốn móc người lên Để mà khâm liệm quan quách tử tế Rồi đem đi chỗ khác mai táng Để khỏi phụ lòng ủy thác của tưởng úy dân Không ngờ quận mà xong Móc người lên Rồi thì người sống lại Thế mới thật là kỳ Giả tỷ Lão Phu không nghĩ thế Thì đến bây giờ Người vẫn nằm trong mà Có thể Tử văn run lên nếu quả là diệu thủ tiên sinh không quật mà Thì đời chàng dĩ nhiên là kết thúc Như vậy lão đã có ơn cứu mạng Chàng liền chấp tay xá dài nói Kính tạ tiền bối đã có ơn tái tạo Sau này tất là có ngày báo đáp Diệu thủ tiên sinh cười ha hạ nói Ờ cái đó là mạng người chưa đến ngày tận số Nên là mới có chuyện trùng hợp này Lão Phù chỉ thành tâm hy vọng Ngươi đừng cô phụ tưởng úy dân và mối si tình của con nhà đầu tưởng Minh Châu. Từ ngày mà người cứu y ra khỏi mật đà tụ bảo hội, y đã ngấm ngầm tự thề, nguyện phó thác thân thế y cho người rồi. Ở nhà nhì, ra tỷ mà người chết thật, thì lão phu xem chừng y dám làm việc xuẩn động đấy. Từ văn du lên nghĩ thầm, tưởng Minh Châu si tình đến thế ừ, Nếu vậy, mình biết xử trí ra sao thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vì không nói tới, nhưng còn thiên đại ma cơ mới là rắc rối. Từ văn nhớ tới thiên đại ma cơ thì ruột rối như là mớ bỏng bỏng. Chàng cảm động về mối thâm tình của nàng, nhưng chàng chỉ buồn về tác phong của nàng ra chiều lãng mạn. Diệu thủ tiên sinh thấy tử văn ngơ ngẩn không nói gì, liền nói tiếp. Ở này tử văn, còn về chuyện báo thủ, lão phu mong rằng Người thường nghị với tưởng ủy dần rồi hẳn hành động. Từ văn đáp. Văn bối xin vâng lời. Diệu thủ tiên sinh hỏi. Thế ở uh, bây giờ, người có thể đi khai phòng được chứ? Từ văn đáp. Uh, tất nhiên là được rồi. Diệu thủ tiên sinh giào đón. người uh, đừng có miệng nói một đằng, ở uh, bụng lạnh nghĩ một nẻo. Nên nhớ rằng, trong vòng một tháng sau, khi mà Lão Phu điều tra ra được lệnh đường bị người khác bắt giữ nơi đầu và kẻ thù đã hạ sát người là ai. Lão Phu sẽ tìm đến người ngày đây. Từ văn gật đầu đáp. Xin tiền bối cứ tùy tiện đi. Diệu thủ tiên sinh buôn tiếng thở dài, lắc đầu mấy cái, rồi băng mình chạy đi. Đầu óc từ văn xiết nỗi bàng hoàng. Chàng không thể nào phân biệt được là mình đang hờn giận thù oán hay là đau khổ chùa cay. Chàng còn đang nghĩ vẩn vờ thì tiếng gió vèo một cái. Một bóng người hạ xuống trước mặt chàng. Chính là diệu thủ tiên sinh quay trở lại. Từ văn ngẩn người ra hỏi. Tuyên bối còn điều gì để mà chỉ giáo? Diệu thủ tiên sinh hỏi. Người có nguyện ý hãy tạm thời che giấu trần tướng hay không? Từ văn hỏi lại. Để làm gì? Diệu thủ tiên sinh ngập ngừng đáp. Hiện giờ, người hắn còn ở vào tình thế rất là nguy hiểm. Có thể người ta đang dòm ngó sinh mạng của người. Từ văn ngắt lời. Phải chăng tiền bối muốn vãn bối cải trang ừ? đúng là như thế đó. Từ văn ngập ngừng. Nhưng mà cái đó... Diệu thù tiên sinh ngắt lời. Tử văn, các chuyện về đạo hội chưa bàn tới, Người bảo khách qua đường đã mấy phen hạ độc thủ, mà người không rõ nguyên nhân. Lão Phu dám chắc đối phương chưa chịu buồn thả cho người. Vậy mà người lộ diện, thì có thể họ lại âm mưu ám toán. Mình ở trong bóng tối, địch thì ở ngoài sáng, thì việc phanh phùi lại lịch của đối phương mới có cờ thành tựu. Vậy bây giờ, hãy đắp lại phần mộ, khiến cho đối phương tưởng người đã chết rồi. Từ văn hỏi ngày Nhưng mà chuyện vạn bối sống lại, đã có người nhìn thấy. Diệu thủ tiên sinh ngắt lời. Ồ, cái đó thì không quan hệ. Mục đích của ta chỉ là làm rối loạn con mắt của đối phương mà thôi. Đồng thời người thay đổi dung mạo và trên trốn giang hồ, tạm thời không còn địa ngục thừa sinh. Rồi thì người thừa cơ tìm ra manh mối. Mặt khác, Lão Phu điều tra theo một đường lối khác cả hai chúng ta hành động mới có thể dò là được những vụ bí hiểm đáng sợ kia. Từ văn ngẫm nghĩ một chút, rồi cả quyết đáp. Ờ, được rồi, văn mối xin theo chủ trương của tiền bối. Tấm bìa địa ngục thư sinh trì mộ lại được dựng lên. Diệu thủ tiên sinh lấy hai viên sáp lớn bằng mắt rồng, rồi nói. Viên sáp màu tía là để thay đổi màu giả. Người lấy nước bóp tan giả rồi bôi lên mặt, lên cổ và hai bàn tay để biến đổi màu da. Còn viên sáp màu trắng là để sau này khôi phục lại dung mạo. Nếu không có nó, thì sau khi dịch dùng, suốt đời màu da không trở lại nguyên trạng được. Đồng thời, người phải nhớ cải biến thanh âm. Có thế mới không bị tiết lộ bản tướng. Nội công của người đã thầm hậu, thì việc biến đổi thanh âm chắc là chẳng khó khăn gì. Từ văn đáp, Về điểm này, Tại hạ có thể làm được. Diệu thù tiên sinh lại nói, Mà còn nữa, Người cần thay đổi cả y phục. Hiện lão phù có mang theo một bộ, Người cầm lấy mà mặc đi. Dứt lời, Lão lấy trong bì thuốc một gói bọc vải, Đưa cả thuốc lẫn gói áo cho từ văn. Từ văn đón lấy gói mở ra xem, Thì là một bộ quần áo màu lam đã cũ. Trên áo, còn dính hai cái nút đồng. Chàng thầm nghĩ, không hiểu mình cải trang rồi, sẽ biến thành dạng người nào đây. Diệu thù tiên sinh lại đeo bị thuốc lên vai, tay lắc nhạc băng băng ra đi. Từ văn thay áo xong, đem áo cũ đầy máu trồn xuống đất. Đoạn chàng chạy đến bên khe suối, lấy viên sát tía ra bóp nát, hoa nước bôi lên mặt, lại sát cả vào hai bàn tay. Chàng nhìn thấy tay của mình trở nên thô cạch và đen nhèm thì chàng biết bộ mặt của mình cũng khó coi lắm. Cải trang xong, từ văn cúi xuống ngó bóng mình dưới nước, không khỏi phỉ cười. Chàng đang là một thư sinh tuấn tú, bây giờ biến thành một hán tử quê mùa, đầu cho mặt muội. Đừng nói người ngoài, chính chàng cũng không nhận ra được chính mình. Chàng tự hỏi, bây giờ ta nên đi đâu? Từ văn ngơ ngẩn đứng bên khe suối, chàng nghĩ tới thù hận rồi ngừng đầu lên trong lòng đau khổ vặn vò hai tay. Diệu thủ tiên sinh muốn chàng đến phủ khai phòng để thương lượng với tưởng ủy dân trước khi hành động. Nhưng chàng lại thầm nghĩ, mối thù riêng của mình há để liên lụy đến người khác. Và lại kẻ thù ghê gớm như là thống thiền hòa thượng, thì tưởng ủy dân chẳng thể giúp mình bằng cách nào được. Chàng ngước nhìn núi Đồng Bách xanh gì ở phía xa xa, nơi mà đã xảy ra mối thù sầu tựa bể Chàng chưa có cách nào trả được mối thù này thì nỗi đau khổ biết thế nào mà nói. Từ văn bừng khuâng cất bước ra khỏi khu rừng lên đường đi. Chàng nhớ tới lúc ở trong tổng đà vệ đạo hội đã sắp thành công lại bị thất bại chỉ vì thiếu phụ xinh đẹp kia. Công lực của mụ còn hơn cả thống thiền hòa thượng mới là một chuyện không ngờ. Bất giác chàng run lên tự hỏi tại sao bao nhiêu nhân vật tuyệt kỳ trong thiên hạ lại tụ tập cả vào vệ đạo hội. Từ văn đang đi, bỗng có tiếng quát. Đứng lại! Từ văn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy bảy người toàn mặc áo đen. Người đi đầu tay cầm một lá cờ đuôi nhỏ nhỏ. Giữa lá cờ có theo chữ tuần. Đúng là một tên đệ tử đi tuần trên núi của vệ đạo hội, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ văn sát khí đằng đằng. Gã áo đen đi đầu xem chừng như là không có vẻ gì hung ác. Gã đảo mắt nhìn từ văn rồi hỏi. Người là người ở đâu? Nếu như từ văn muốn giết bảy tên này thì chả mất một chút sức nào. Nhưng chàng xoay chuyển ý nghĩ, dẹp bỏ sát khí xuống, bụng bảo dạ. Giết mấy tên vô danh tiêu tốt này, làm cái quái gì? Chàng liền cất giọng ấm mơ đáp. Ơn, tiểu, tiểu nhân là người ở quanh đây gã kia lại hỏi thuộc địa phương nào? Từ Văn đáp uh, tiểu tiểu nhân ở ngũ lý tập ngoài thành Bình Dương. Hán Tử hỏi thế người đến đây có việc gì? Từ Văn đáp uh, tiểu nhân đi kiếm con bò bị lạc mất. Hán Tử cười nhạt đáp <cười> mắt kẻ quan công không có hạt cát nào lọt vào được ờ, uh, này người có đúng là người võ lâm không? Từ Văn tuy là đã thay đổi diện mạo, mặc y phục quê mùa, nhưng mà chàng lại sơ ý để lộ nội công ra, hai mắt khác hẳn người thường, nên là hai bên chỉ chạm mặt là lộ bản tướng. chàng là người thông minh, hiểu ngay chỗ sở hở này, liền tuét miệng cười đáp: à, đúng rồi, à, tiểu đệ đã luyện võ mấy ngày, huynh đài à, kêu bằng người võ lầm, thật là không xứng đáng. Hán tử cầm lá cờ đi tuần chưa hết nghi ngờ. Gã ngắm nghĩa từ văn mấy lượt, rồi trầm giọng hỏi. Người có biết đây là địa phương nào không? Từ văn đáp. Thì đây là chân núi Đồng Bách chứ gì nữa? Hán tử lại hỏi. Thế người có thấy tiêu chí ở ngoài ba dặm chưa? Từ văn làm bộ ngớ ngẩn, cười hì hì đáp. Thì cái, cái đó tiêu đệ đại đều đại không biết chữ mà. Một gã áo đen khác xen vào. Ở này, đầu mục, nơi đây vừa xảy ra án mạng. Và cái thằng loại này, lai lịch có vẻ khả nghi. Hay là đưa gã về núi để chấp vấn xem sao? Hán tử cầm cờ gật đầu, nhìn từ văn nói. Đạo hữu, mời đạo hữu đi cùng chúng ta một chuyến. Nếu người quả là lương dân ở vùng này, thì chẳng có gì đáng ngại. Từ Văn nhíu cặp lông mày hỏi, Huynh Đại bảo Tiểu Đại phải lên núi ở. Hán Tử gật đầu đáp, đúng vậy. Từ Văn nói, nhưng nhưng mà Tiểu Đại không được rảnh, ờ, thế thì làm thế nào đây? Hán Tử đáp, bằng hữu, thế là đối với người ta đã lịch sự lắm rồi, người uh, theo ta thì hơn. Từ Văn hỏi. Nếu như mà không uh, lịch sự thì sao? Hán tử đáp. Trách nhiệm của ta là như vậy. Người không nghe ta, ta cũng cưỡng bách người đi cho kỳ được. Từ văn lại nổi sát khí, lạnh lùng nói. Tiểu đại đã bảo là không được rảnh cơm mà. Gã đầu mục xa sầm nét mặt hỏi. Bằng hữu người muốn ta động thủ chẳng? Uh, sao uh, động thủ ư? Ừ đúng vậy đấy. Từ văn hững hở nói, bữa nay tiểu đệ không muốn giết người. Câu nói này khiến cho bảy gã đầu biến sắc. Gã đầu mục hắng giọng một tiếng rồi nói, đây là cấm địa của vệ đạo hội, chẳng thể để ai tùy tiện giết người được. Từ văn muốn hạ sát thủ, nhưng chàng nghĩ lại không nên tranh hơi với bọn tiểu tốt này. Liền lạnh lùng nói, các vị đừng bức bách tiểu đệ phải giết người tránh đường cho tiểu đệ là hơn. Hừ, người nghĩ thế là lầm rồi đấy. Gã vừa nói, vừa nhảy lại giơ tay chụp thẳng xuống tử văn. Thế chụp của gã không phải là tầm thường, đúng là hạng hảo thủ. Đáng tiếc, gã lại đụng phải địa ngục thư sinh. Nếu bảy gã áo đen này biết rõ đối phương là ai, thì dĩ nhiên chúng đã bỏ chạy sớm, không dám ngoảnh cổ lại. Khi nào dám nói đến chuyện động thủ Gã đầu mục liền rú lên một tiếng thê thảm giữa lúc mờ bàn tay chụp tới tử văn. Gã té xuống, chân tay dấy ruộng một lúc, rồi thì tắt thở. Sáu tên đệ tử tuần núi kia đều táng đầm kinh hồn, đứng thôn mặt đường trường, không di động được nửa bước. Chúng kinh hại quá, vì đối phương chưa ra tay đã khiến cho đầu mục mất mạng, thì đúng là một quái sự cổ kìm hiếm có. Sát khí nổi lên không ngăn được nữa. Từ văn nhớ tới bọn đệ tử trong bảo bị tàn sát. Sáu người trong thất tinh bát tướng cũng bị giết phùi thầy. Chàng lầm bầm. Nợ máu, phải trả bằng máu. Sao mình còn bắt trước cái nhân của đàn bà? Thế rồi chàng nhảy sổ lại ra tay. Sáu tên hán tử áo đen chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, đã liên tục lăn ra mà chết. Chỉ trong chớp mắt, cả bầy tên đệ tử tuần núi vệ đạo hội đã bị giết sạch. Từ văn đảo mắt nhìn bảy xác chết, rồi cất bước đi về phía trước, song vẫn một cách uể oải, chậm chạp. Chàng đi chưa được nằm trượng, lại có tiếng thét lên lành lành. Cái thằng rạnh con kia, ngươi hãy quay trở lại đây. Từ văn ngoảnh lại xem, thấy bóng của ba người đứng bên cạnh bảy xác chết. Hán tử mặt đen đi đầu, đúng là tổng tuần sát vệ đạo hội, tên gọi là Khâu Vân. Phía sau hắn là hai đại hán lực lưỡng, sáu luồng mục quang bừng bừng sát khí tuy là đứng cách xa năm trượng mà đã chiếu những tia hàn quang rùng rợn bên tai tử văn tựa hồ vang lên lời nói của phụ thân hồi sinh tiền giết cho kỳ hết chàng lầm bầm giết từng tên một hay là giết hết thầy cùng một lúc thì cũng thế mình chưa đủ khả năng thì cứ tỉa dần cũng được chàng vừa nghĩ vừa trở gót tiến màu lại bộ mặt và cách phục sức của chàng khiến cho bọn khâu vân phải cho mày tự hỏi. Một tên hắc quỷ quê mùa, chẳng có vẻ gì hết, lại là hung thủ giết người ư. Tống tuần khâu vân đảo mắt nhìn tử văn, hỏi bằng một giọng nghi ngờ. Này, tiểu tử, ngươi là hung thủ giết người ư? Tử văn lạnh lùng buông thòng. Đúng vậy. Khâu vân lại ngắm nhìn tử văn lần nữa, dường như vẫn không tin là chàng đã giết người, mà chỉ nhận bừa. Còn hai tên đại hán lực lưỡng thì mắt lộ hung quang ra chiều muốn tỉ thí. Từ văn cất tiếng hỏi lại. Khâu vân, ngươi không tin ư? Ừ? Khâu vân càng kinh hãi, lùi lại một bước, run lên hỏi. Ngươi hỏi câu này thì bản tòa tin rồi. Nhưng sao thằng loại lại biết danh tính của bản tòa? Từ văn thản nhiên đáp. <laughs> Cái đó thì có gì là bí mật? Khâu Vân với bộ mặt đen sì bỗng đỏ lên thành sắc tía, mắt lộ sát quang, hắn lớn tiếng quát lên. Người, hãy nói rõ lầy lịch đi. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, rồi lạnh lùng đáp. Tại hạ là sách huyết nhân. Khâu Vân sửng sốt hỏi lại. Sao? Sách huyết nhân ư? Đúng vậy. Sao ta chưa từng nghe Giang Hồ nói đến nhân vật nào có tên hiệu như người? Từ văn hứng hở đáp. Cái đó là tại người cổ lậu nên là không biết đến thôi. Hai gã đại hán kia dường như là không nhấn nại được nữa. Xong chưa có lệnh nên chưa dám động thù. Chúng giận quá quát lên. Người không được hôn lão. Tổng tuần khâu vân cũng run lên bần bật hỏi lại. Nói có phải người vừa giết người thật không? Từ văn hứng hở đáp. Cái đó tại hạ đã trả lời rồi mà. Khâu vân lại hỏi. Sao người lại giết người? Để đòi nợ máu. <laughs> đòi nợ máu ư? Người nói thế là có ý gì? Từ văn bĩu môi đáp. Người chết rồi sẽ hiểu được thôi. Tống tuần khâu vân thét lớn. Màu, bắt lấy nó. Hai đại hán nghe lệnh như là xét đánh. Chúng song song nhảy sổ về phía trước, tựa hồ như là mãnh hổ vồ mồi. Đồng thời, chúng phóng bốn tay ra chụp. Từ văn dằn giọng quát lên. Các người muốn chết ư? Tay trái của chàng khẽ điểm tới, còn tay phải vùng mạnh lên. Hai tiếng rú thê thảm vang lên. Gã bên tả ngã lăn ra đường trường, còn gã bên hữu bị trưởng phòng đánh văng ra xa đến bà trượng. Tống Tuần Khâu Vân tan nát gan ruột, quát lên một tiếng. Sách huyết nhân, bà tòa đã quá coi thường người. Tiếng quát chưa dứt, một luồng kinh khí nặng như là non xô về phía tử văn. Tử văn giơ hai tay vận đến mười thành công lực để mà hộ vệ thân mình. Bình một tiếng rùng giận khiến cho đá chạy cát bay. Tống Tuần Khâu Vân sinh lòng nghi hoặc, lùi lại ba bốn bước bộ mặt đen của hắn trông xám xịt như là gan heo máu từ trong miệng trào ra làm đỏ cả nửa vạt áo Từ văn nhảy sổ về phía trước sát khí đằng đằng thét lên khâu vân nộ mạng đi thôi giữa lúc ấy một tiếng quát quen tai từ đằng xa vọng lại dừng tay Từ văn bớt rác đưa mình nhìn ra thì thấy một cô thái kiệu chạy như bay tới chớp mắt cỗ thái kiệu đã đến trước mặt rồi hạ xuống. Bốn gã khiêng kiệu lùi lại phía sau. Tổng tuần khâu vân xoay mình thi lễ nói. Xin tham kiến thái thượng hộ pháp. Người trong kiệu đáp. Khâu tổng tuần, ta miễn lễ trò. Tổng tuần hãy tránh sang một bên. Từ văn sát khí dày đặc, nghĩ bụng. Người trong kiệu lại đến, thật là may. Mình cứ giết dần từng tên một cũng còn đỡ hơn được nhiều thanh âm lạnh lùng từ trong kiệu lại cất lên. Khâu Tổng Tuần, Tổng Tuần hãy kiểm tra xem chúng chết bằng cách nào. Khâu Vân kính cẩn đáp. Ti tòa xin tuân lệnh. Đoạn hắn bắt đầu cuộc điều tra. Từ văn mắt đầy sát khí chiếu ra những tia hàn quang nhằm vào chỗ của Thái Kiệu. Người trong kiệu hình dáng thế nào, chàng không nhìn thấy được, mà chỉ biết đối phương là đàn bà, công lực lại cao thâm vô cùng chàng nghĩ tới người trong kiệu có thể dùng công lực để mà chống đỡ bằng thân thủ kỳ bí, thì không khỏi ngấm ngầm run lên. Từ khi chàng được lão quái ở sau núi Bạch Thạch chút chân nguyên vào trò, công lực của chàng tiến bộ rất nhiều, nhưng mà chưa từng giao đấu với người trong kiệu, không chắc có thể hủy diệt được đối phương. Tuy chàng không tự tin nắm chắc được phần thắng, nhưng cũng chủ tính làm cách nào cho đối phương phải lộ diện. Tổng tuần Khâu Vân sau khi khám nghiệm tử thi, đưa cầm mắt kinh hãi nhìn Từ Văn một cái, rồi tiến lại gần trước kiệu nói: "Bẩm Thái thượng hộ pháp, những tên bị giết không để lại một dấu vết gì hết." Người trong kiệu sửng sốt hỏi: "Sao? Không thương tích gì ư?" Ừ. Khâu Vân ngập ngừng: "Thưa đúng, ti tòa xem ra dường như người trong kiều thấy hắn dừng lại liền dục Sao không nói hết đi? Khâu Vân đáp. Thưa, dường như thủ pháp giết người này rất giống địa ngục thử sinh. Người trong kiệu hỏi. Phải chăng người muốn nói chúng đã chết về vô ảnh tồi tâm thủ? Khâu Vân vẫn dè dặt. Thì tòa nói là tương tự như vậy, chứ không dám quả quyết. Được rồi, ngươi hãy lùi ra đi. Từ văn cười thầm trong bụng. Người trong kiệu cất giọng lạnh như băng hỏi chàng. Cách xưng hô của đạo hữu là như thế nào đây? Từ văn hứng hở đáp. Sách huyết nhân. Người trong kiệu nhắc lại. Sách huyết nhân. Đúng vậy. Lai lịch như thế nào? Tôn giá sao không ra ngoài kiệu nói chuyện, vì lẽ gì mà phải giấu mặt. Người trong kiều thản nhiên đáp. Sách huyện nhân, ngươi không được vô lễ. Ngươi giết người vì nguyên nhân nào? Từ văn buông thòng. Ta đòi nợ máu. Người trong kiều chậm rãi hỏi. Đối tượng là bản hội ứng ừ. Từ văn nghiến rằng đáp. Có thể nói như vậy. Người trong kiều yên lặng dường như là đang suy nghĩ điều gì bầu không khí trong trường biến thành lặng lẽ, chết chóc, nhưng mà sát khí giản ruộng. Hồi lâu, người trong kiệu lại trịnh trọng lên tiếng. Sách huyết nhân, giữa người và địa ngục thư sinh có mối liên quan gì? Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, mình có nên thừa nhận hay không? Nếu thừa nhận thì mất hết ý nghĩa của cuộc hóa trang. Đồng thời đối phương sẽ dốc hết toàn lực lượng để mà đối phó với mình. Nếu mình phủ nhận mà đối phương đã nghiệm ra vô ảnh tội tâm thủ thì khó lòng nói cho trôi được. Chỉ có cách giết chết đối phương để bịt miệng là chẳng còn lo gì. Nhưng vấn đề này có thành tựu hay không khó mà biết trước. Giả tỷ cả hai người cùng chết thì cuộc báo thủ cũng không còn nữa. Nhưng báo thủ mới là điểm cốt yếu của mình. Chàng tính toán rồi hàm hồ đáp. Tôn giáo bất tất phải truy cứu điểm này làm gì? người trong kiệu nói vụ đó hãy tạm gác qua bây giờ ngươi theo ta lên núi hay là muốn bắt buộc ta phải động thủ đây từ văn cười khanh khách nói theo tôn giá lên núi ư ừ. người trong kiệu hơi sẵn giọng thế là ngươi muốn bản tòa phải động thủ rồi từ văn lạnh lùng nói tôn giá không động thủ cũng không xong vì tại hạ không để người nào sống sót rời khỏi hiện trường. Thanh âm trong kiệu lại quát lên. Người thật là một kẻ ngông cuồng. Tiếng quát chưa dứt thì một luồng cương phong từ trong kiệu bắn ra. Từ văn không dám lờ đáng, huống chi mục đích của chàng là lấy mạng cửu nhân. Người chàng vội lướt quanh đi, đồng thời vận công lực đến tột độ vào hai bàn tay để mà đánh ra. Phép đánh này vừa cần nội lực, vừa cần thủ pháp màu lẹ chỉ kém nội lực hay là chậm một chút là phải thất bại. Dĩ nhiên, mục đích của tử văn là muốn giải quyết nhanh chóng hay là muốn dò xét xem nội lực của đối phương cao thâm đến trình độ nào. Dầm một tiếng, hai luồng nội lực kinh thế hãi tục đụng nhau, bật lên tiếng nổ rùng rợn, khác nào xét đánh giữa lúc trời quang. Dự bao của luồng kinh khí dít lên, vọt tới cỗ thái kiệu. Sức chấn động mạnh quá, làm cho cố kiệu vỡ tàn thành, Bốn tên tráng hán khiêng kiệu thấy vậy sợ tái mặt, lùi ra ngoài hải trượng. Tổng tuần khâu vân mắt trợn ngược, miệng há hốc. Hai chân của tử văn bị sức phản chấn, làm cho cắm sâu xuống đất, ngập đến mắt cá chân. Người trong kiệu lộ diện, rõ ràng là một lão nì áo đen. Tử văn đào mắt nhìn mụ, suýt nữa bật tiếng là hoàng, chàng phải cố nhịn. Người trong kiệu đúng là tu duyên lão nỉ trụ trì tại am phổ độ. Chàng độ trừng vì bà là đệ tử phận môn Mà lại tham dự vào những hành động Bang phái trên trốn dòng hồ Tất là không khỏi bị người ta dị nghị Nên là phải dùng thái kiệu Để che đậy bản tướng Chàng nhận biết tu duyên lão nỉ Nhưng mà tu duyên lão nỉ Lại không nhận ra chàng Người trong kiệu trước này giữ vẻ thần bí Khiến chàng đem lòng ngờ vực kinh hãi Phải hao phí tâm lực Để cố tìm hiểu rõ chân tướng Nhưng bây giờ chàng phanh phui ra rồi thì nó lại tầm thường chẳng có chi là kỳ bí nữa da thịt trên mặt của tu duyên lão ni co rúm lại giật lên từng hồi mắt lộ sát khí mụ xúc động run lên nói sách huyết nhân thân thủ của người quả nhiên không phải là tầm thường Từ văn lên giọng chào phúng ồ oh, sư thái quá khen rồi tu duyên lão ni nói người đừng vội đắc ý Bần ni mà không thu thập được người thì sẽ tự xử ngay đường trường. Câu này khiến cho tử văn phải chấn động tâm thần. Đối phương đã đem sinh mạng ra mà đánh cuộc, dĩ nhiên chẳng phải là lời dọa xuồng. Và lại nơi đây còn trong phạm vi thế lực của vệ đạo hội, thì hậu viện có thể tới bất cứ lúc nào. Nếu một trong hai tay cao thủ cỡ vô tình tẩu tiếp sức, thì hậu quả khó mà lường được. Vậy nên, bây giờ phải tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Chàng nghĩ vậy, liền tiến lại hai bước, run lên đáp. Sư Thái, cứ thử đi coi. Vừa dứt lời, chàng phóng trưởng đánh ra ảo ạt như là sóng cồn. Tu Duyên Lão Ni mặt lạnh như tiền, hai tay áo giao nhau rồi hất ra. Một luồng cương phong quái dị xô tới đầu chuyển động tới đó. Luồng trường lực của tử văn nặng tới muôn cần, bị hất vào khoảng không. Chàng là thầm, thật là quá khủng khiếp. Tu Duyên Lão nì vẫn để hai tay áo giao nhau phóng ra, rồi lại thu về. Luồng cương phong tiếp tục ào ạt xô tới. Luồng cương kinh này không giống như là trưởng lực nội gia, nó đã đạt đến trình độ gần thành hữu hình. Nếu mà tử văn phải thu trưởng về rồi mới phản kích thì không thể nào kịp được. Chàng liền vận kinh vào chân nhảy vọt đi, đồng thời nhân lúc bằng mình, nhanh như chớp, vung trường đánh xéo tới. Chàng đánh đòn này, tư thế rất là lợi, mà tuyệt diệu vô cùng. Tu Duyên Lão Ni bị trường lực khủng khiếp hất mạnh, loạn trọng người đi. Những tay cao thủ tỷ đấu, tranh thủ thượng phong trong nháy mắt. Dĩ nhiên tử văn không bỏ qua cơ hội này. Người chàng vừa băng đi, vừa phóng vô ảnh tội tâm thủ màu lẹ đến nỗi không nhìn rõ để quyết hạ đối phương. Vô ảnh tội tâm thủ là độc công thượng thẳng trong độc đạo. Chỉ cần đầu ngón tay chạm vào da thịt là đối phương phải chết ngay đường trường không tài nào tránh thoát. Giữa lúc mà tay trái của tử văn sắp chạm được vào người của tu duyên lão nỉ, thì một luồng kinh phong tạt ngay, xô đến đẩy người tử văn đi ra một chút. Sai một ly đi một dặm, chàng không điểm trúng bộ vị. Đồng thời, tu duyên lão nỉ phóng trưởng đánh tới, khiến chàng bắn ngược trở lại hơn một trượng. Người vừa ra tay tạt ngang, chính là Tổng Tuần Khâu Vân. Tử văn bừng bừng sát khí, Chân vừa chạm đất, Trang liền nhảy vọt tới khâu vân. Bỗng có tiếng quát. Người dám cuồng vọng ngữ. Tu Duyên Lão Ni vừa quát, vừa vung song trường đánh quyện một vòng. Hai luồng trường phong dít lên khủng khiếp. Một tiếng rú thê thảm vang lên. Tổng Tuần Khâu Vân té nhào xuống đất. Từ văn cũng dê lên một tiếng, loang trọa người lùi lại một bước. Luồng kinh lực trong toàn thân của chàng bị cương phong của Tu Duyên Lão Ni làm cho tiêu tàn. Khâu Vân dãy dụa vài cái, rồi nằm yên không nhúc nhích. Từ văn bở vía, kinh lực bị phong tỏa, chàng chỉ còn đường bó tay chịu chết. Chàng không hiểu lão ni đã sử dụng công phu gì để mà phong tỏa công lực của mình. Tu duyên lão ni hắng giọng một tiếng, rồi phất tay háo một cái. Một tiếng rú rùng giận chưa dứt, tiếp theo là tiếng hụt. Từ văn bị hất ra ngoài hai trượng, miệng ọc máu tươi, ngã lăn xuống đất, không dậy được nữa. Tu Duyên Lão Nì phẫn nộ ra lệnh. Hãy chặt cánh tay độc của gã đi. Một tên trong bốn đại hắn khiêng kiệu rút kiếm ở sau lưng ra đánh xoàn một tiếng. Ra bước tiến về phía Từ văn nằm lăn dưới đất. Từ văn trợn mắt cơ hồ muốn rách cả mí. Chán nổi gần xanh. Chàng nghiến răng đứng dậy bật lên quát lớn. Ngươi dám! Máu tươi lại phun ra như là tên bắn. Người chàng lảo đảo muốn té, hắn tử cầm kiếm bị thái độ khủng khiếp của chàng làm cho run sợ, bất giác dừng bước lại. Nhưng chỉ thoáng cái, gã lại tiến về phía trước. Lúc mà gã còn cách từ văn chừng với tay, chàng vung tay không có bình khí lên. Ánh hàn quang lấp lánh nhằm cánh tay trái của chàng chém xuống. Từ văn ruột gan tan nát, lại phun ra một búng máu tươi nữa. Chàng không còn cách nào để tránh thoát ách vận bị chặt tay, vì không đủ khí lực để mà né tránh. Nhưng mà bản năng sinh tồn khiến cho chàng hạ mình nằm xuống đất, lăn đi một vòng. Đại hán chém không trúng, gã hắng giọng một tiếng, tiến lại gần, vung kiếm chém xuống. Từ văn dương mắt nhìn lên luồng kiếm quang, chàng không làm gì được nữa rồi. Giữa lúc mà tính mạng của chàng như là ngàn cân treo đầu sợi tóc, bỗng có một tiếng quát vang lên. Dừng tay, lui lại! Tiếng quát đó từ miệng của tu duyên lão nì phát ra, từ văn rất đối kinh ngạc vì mụ đã hạ lệnh chặt độc thủ của mình. Bây giờ mụ lại ngăn trở là nghĩa làm sao? Chàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn tu duyên lão nỉ thì thấy vẻ mặt của mụ cực kỳ kích động. Mục quang của mụ nhìn xuống dưới đất không chớp. Từ văn vừa kích động vừa kinh dị nhìn theo hướng mắt của tu duyên lão nỉ. Bất giác, chàng động tâm vì trên mặt đất tín vật của lão quái ở tuyệt động sau núi Bạch Thạch đã ủy thác cho chàng tìm đưa tới Đỗ Như làn nằm lăn ra đó. Chàng biết lúc mà mình lăn người đã đánh rớt tín vật ra. Chàng tự hỏi, tại sao đối phương lại chú ý đến tín vật này? Hay là... Tu Duyên Lão Ni đột nhiên nhảy lại, lượm tín vật lên xem đi xem lại. Người run lên bần bật. Bà líu lưỡi hỏi, vật này là ở đâu ra? Từ văn vuốt máu trên mép, hỏi lại. Phải chăng sư thái nhận ra vật này? Tu Duyên Lão Ni đáp. Há phải chỉ nhận biết mà thôi. Từ văn chấn động tâm thần lại hỏi. Hay là sư thái có mối liên quan gì đến vật này? Tu Duyên Lão Ni nhắm mắt lại dường như đã cố gắng dẹp mỗi cảm xúc. Hồi lâu, bà cất giọng run run hỏi. Sách huyết nhân, sao cái này lại ở trong người người? Từ văn đáp. Đại hạ chịu lợi ủy thác của một vị tiền bối đi tìm một người để giao tín vật này và nói một câu. Tu Duyên Lão ni hỏi. Người chịu ủy thác của ai? Từ văn ý thức được vụ này có điều ngoắc ngoéo, liền hỏi lại. Sao sư thái lại truy vấn vụ này, lờ có mục đích gì? Tu Duyên Lão Ni không trả lời, hỏi lại. Sách huyết nhân có phải ngươi là truyền nhân của y không y là ai ngọc diện hiệp chu công đán thanh âm của mụ kích động phi thường từ trong miệng lắp bắp thốt ra từ văn nghĩ thầm chắc là ngọc diện hiệp chu công đán là lão quái kia không còn sai gì nữa cứ nghe danh hiệu mà xét đoán thì lão hồi còn thanh niên tất nhiên là một võ sĩ tuấn mỹ vô song nhưng lão ni này là ai Tại sao bà ta lại nhận ra tín vật? Lúc mà nói đến tên người chủ của nó, sao bà lại xúc động đến vậy? Chẳng nghĩ vậy, liền hỏi. Phải chăng sư thái chỉ là chủ nhân của vật này? Đúng vậy. Tại hạ không phải là truyền nhân của lão già, nhưng mà chịu ơn sâu của người. Tu duyên lão ni tiến lại gần, vô cùng xúc động hỏi. Y hắn còn trên nhân thế này ư? Ừ? Từ văn đáp Đúng vậy Tu duyên lão ni hỏi ngay Thế hiện giờ y đang ở đâu? Từ văn không trả lời Hỏi lại Xin sư thái hãy cho biết thân thế trước đi Tu duyên lão ni ngập ngừng Bần ni Bần ni Sách huyết nhân Người chịu lợi ủy thác của y Là muốn tìm một người ư ừ. Đúng vậy tìm ai. Nhưng mà người đó không còn ở nhân thế nữa. Người bảo người ấy là ai? Từ văn ngập ngừng đáp. Người đó là bảo muội của Bạch Thạch Thần Nỉ, tên gọi là Đỗ Như Lan. Tu Duyên Lão Ni như là bị điện giật, loạn trọng lùi lại mấy bước. Ra mặt của bà co rúm, người run bần bật hỏi. Người bảo Đỗ Như Lan ử. Ừ. Đúng vậy, Ngươi còn nói Đỗ Như Lan chết rồi phải không? Từ văn trầm ngâm một chút rồi đáp. Đó là thượng quan tử vi trong quý hội nói vậy. Trong mắt của lão ni lộ vẻ đau khổ đến cùng cực. Miệng ú ớ nói như là người trong mộng. Y, y hắn còn ở nhân thế. Y chưa chết hay sao? Trời ơi, sao lại như thế được? Thật là không ngờ. Nhưng chậm mất rồi. Hết thầy đều chậm mất rồi từ văn tự hỏi lão ni này kêu lão quái kia bằng y thật là không phải là chuyện tầm thường lão ni lại nói là chậm quá rồi mà làm sao lại chậm chẳng lẽ bà là nhưng mà thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vi đã nói đỗ như lan chết rồi kia mà trang liền hỏi khi mà còn ở ngoài trần tục quý tính của sư thái là gì tu duyên lão ni ngắt lời sách huyết nhân. Bần nỉ chính là người mà người đã chịu lời ủy thác để đi tìm kiếm. Từ văn kinh ngạc, lùi lại một bước dài, kinh hãi hỏi. Sư Thái là đỗ như lan tiền bối hay sao? Tu Duyên Lão nỉ đáp. Đúng vậy, đúng là bần nỉ Từ văn ngập ngừng. Sao lại có thể như thế được? Sao lại không được? thì thượng quan cô nương có nói là đỗ tiền bối đã tu duyên lão ni ngắt lời cái con nhà đầu đó bảo bần ni chết rồi hay sao từ văn đáp thượng quan cô nương bảo tiền bối vĩnh tuyệt trần thế tu duyên lão ni ngắt lời ồ vĩnh tuyệt trần thế không hẳn là chết rồi người đã gửi vào thân ở trốn không môn cũng có thể gọi là vĩnh tuyệt trần thế từ văn trận mắt lên không biết nói thế nào nữa. Chàng biết đúng là mình sơ ý, không ngờ tới điểm này nên không hỏi lại thượng quan tử vì. Nếu mà bữa nay không loài tín vật ra, há chẳng phải là phụ lòng ân nhân đã hãm mình trong tuyệt cốc mấy chục năm trời. Chàng nghĩ tới đây, bất giác run lên, miệng lầm bẩm: Thật là may quá đi. Tu Duyên Lão Ni trong lòng nóng nảy hỏi ngay. Thế chủ công đám hiện giờ đang ở đâu? Từ văn đáp. Lão già ở trong tuyệt cốc sau núi Bạch Thạch. Tu Duyên lão ni ngập ngừng. Sao? Y ở sau núi. Từ văn ngắt lời. Theo lời của chú lão tiền bối, thì ngày ấy Bạch Thạch thần ni đối nhiều hệ đã nói dối đưa chu tiền bối vào một nơi bí ẩn để tu luyện bối diệp thần công. Đoạn bà ta biết đường thông vào trong hàng. Mấy chục năm trời, chu lão tiền bối kiên quyết sống thêm là mong được gặp mặt sư thái một lần nữa. Tu Duyên Lão Ni sắc mặt nhợt nhạt, ngập ngừng nói. Gia thư, y... Vẻ mặt trang nghiêm của người xuất gia hoàn toàn tiêu mất, để thay vào đó bằng thái độ oán hận, phẫn khích, coi rất là phức tạp. Từ văn bất giác buông một tiếng thở dài, chàng tự nhủ. Từ cổ trí kìm, không biết bao nhiêu là nam nữ đa tình, đã bị chữ tình làm cho khổ quần bị chữ tình làm cho tàn tạ. Tuy là chàng không hiểu được đoạn tình này của đối phương ra sao, nhưng đại khái chàng cũng biết hai người đã hy sinh về chữ tình. Ngày tháng rằng rặc, mờ tuổi xuân của con người như là nước chảy mây trôi. Sinh mạng chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng, song chữ tình vẫn y nguyên chưa già đi chút nào. Tu duyên lão ni trước khi tin tức đột ngột này dường như là già đi rất nhiều. Bà phát ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này đầy vẻ u oán tuyệt vọng. Mấy chục năm đau khổ gói ghén cả vào trong tiếng thở dài đó. Câu bà nói, chậm mất rồi, hết thầy đã chậm mất rồi. Âm điệu buồn thiều, trống rỗng, khiến cho người nghe có cảm tưởng như là tiếng lá thù rơi. Bốn tên đại hán khiêng kiệu đứng ngay ra một bên, chân tay luống cuống, từ văn cảm kích ân đức của Ngọc Diệp Hiệp chủ công đám đã truyền công lực cho mình. Mà đối với việc lão ủy thác, chàng cảm thấy như mình không làm được đến nơi đến chốn. Chàng trầm trọng lên tiếng. Sư Thái, chú lão tiền bối dặn, hễ là vạn bối kiếm thấy người, thì thay mặt lão già nói một câu. Tu Duyên lão ni ngắt lời. Câu gì? Nói thử nghe đi lão già muốn gặp mặt sư thái một lần. Tu Duyên Lão Nì bèn lẻn đáp. Bần Nì đã là người xuất gia. Từ văn ngắt lời. Nếu như mà sư thái không đến gặp mặt chu lão tiền bối, thì vãn bối phải tới đó đem mọi sự đã trải qua, phúc trình lại cho lão già. Tu Duyên Lão Nì ấp úng. Bần Nì, ta, ta mà đi gặp mặt y thì không cách nào chứng quả được. Từ văn hỏi, văn bối muốn thỉnh giáo sư Thái một điều được chẳng? Điều gì? Ngày trước, sau thần ni lại cầm tù chu tiền bối vào trong tuyệt cốc? Tu duyên lão ni ra mặt mấy lần co rúm lại, bà buồn rầu thở dài đáp. Đó là nghiệp chướng. Ngày chu công đám mất tích, bần ni phẫn hận quá nên cất tóc đi tù ngờ đâu lại chính là gia thư gây nên nghiệp chướng bây giờ ta đã hiểu rõ rồi Từ văn hỏi ngay hiểu rõ điều gì tu duyên lão nỉ đáp ngày ấy gia thư cũng yêu y mà không đạt được mục đích liền tìm cách hủy hoại y a à di đà phật bần ni biết nói sao đây Từ văn chấn động tâm thần Bạch Thạch Thần Ni đã được Võ Lâm coi như là thần như thánh. Nếu mà trong lịch sử đời bà có một trang phải giấu nhẹm, chàng thể nói cùng ai. Ôi, con người quả là một giống động vật rất là kỳ quặc. Tu Duyên Lão Ni đột nhiên quay lại, bảo bốn tên thủ hạ. Các người lập tức quay về bẩm báo cùng hội chủ, là bản tòa từ nay cáo biệt Võ Lâm. Các người đem những thi thể này về núi, theo lễ võ sĩ mà an táng cho chúng bốn tên tráng hán đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp. Bọn đệ tử xin tuân lời pháp dụ. Đoàn chúng chờ nhau cõng những xác chết chạy đi. Tu Duyên Lão Ni lại bảo tử văn. Sách huyết nhân, ta chẳng hiểu trong lòng của người thế nào. Nhưng có lời chung cáo nhắc người. Con người đứng ở trong võ lâm cần phải biết rõ phải quấy, phân biệt chính tà. Thân thủ của người ngày này đứng vào hạng nhất rồi đấy mong rằng người nghĩ kỹ trước khi phát ngôn hoặc là hành động. Bà nói xong, băng mình lướt đi. Từ văn kể như là đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Lúc ra đi, tu duyên lão ni nói câu đó thật là trí lý. Nhưng đối với lòng của chàng thì nó chẳng có tác dụng gì. Vì chàng đã nhất quyết, nợ máu thì phải trả bằng máu. Tu Diên Lão Ni cùng Ngọc Diệp Hiệp, Chu Công Đám là một thiên cố sự mà chàng đã hiểu rõ. Chàng cảm thấy đối với Tưởng Minh Châu phải có điều chung thủy thế nào rồi mới rảnh tay nghĩ tới hành động báo thù. Nếu như mà chưa phúc đáp cho nàng xong chuyện thì trong lòng hắn còn vướng víu mạng sống chưa hoàn toàn là của mình. Theo lời của Diệu thủ tiên sinh thì Tưởng Minh Châu đã nhất định trao thân gửi phận cho chàng. Nếu chàng không xử lý cho ổn thỏa, e rằng kết quả sẽ là một trường bi kịch những kẻ thù của chàng đều là hạng ghê gớm. Cuộc sinh tử của chàng khó mà biết được. Chàng phải tính thế nào để khỏi phương hại đến hạnh phúc suốt đời của con người. Đây là một nút chỉ dối tùng phải gỡ cách nào, chàng chưa nghĩ ra được. Nhưng chàng đã lên đường, nhằm nơi khai phong mở tiến. Từ phong đã thay hình cải dạng, nên dọc đường không ai để ý. Một hôm, chàng tới yểm thành, tức là quán ngừa đường đi khai phong chàng tính rằng tới tường phủ, chàng nên ăn mặc làm lũ quá, khiến cho người trông vào không tiện. Chàng liền mua một cặp áo làm, một chiếc khăn cũng màu làm. Lúc mà chàng mặc y phục mới, liền biến thành một hắc diện thư sinh, trông cảnh phiêu liều. Người ta trải qua mọi việc lờ khôn thêm một tầng. Chàng thu ánh mắt thần quang trong mắt lại, cho tỏ ra là người tầm thường. Từ văn còn đang đi, bỗng có một người tiến lại nói xin kính chào thiếu hiệp. Tư văn ngẩn ra, chàng thấy đối phương ăn mặc theo kiểu thư sinh, người thanh tào mà ốm nhòm, vào trạc tuổi 25-26 tuổi. Gã là một người lạ, chưa từng gặp mặt bao giờ. Chàng nghi ngờ hỏi lại, phải chăng các hạ kêu tại hạ? Thư sinh hỏi, có phải thiếu hiệp họ từ không? Từ văn giận mình kinh hãi, việc chàng hóa chàng ngoại diêu thù tiên sinh chẳng một ai hay thế mà sau có người lạ này lại nói chúng họ chàng thì chàng không kinh hãi sao được từ văn hỏi lại cách xưng hô của các hạ thế nào đây thư sinh lạ mặt đáp tại hạ là hoàng minh người trong giang hồ gọi là thiểm điện khách chính là tại hạ từ văn hỏi thiểm điện khách ử ừ. Hoàng Minh đáp, vô danh tiểu tốt, thiếu hiệp đừng cười. Từ văn lại hỏi, sao Huỳnh Huynh biết đại hạ họ tử? Thiền niệm khách Hoàng Minh nở một nụ cười thần bí đáp. Tại hạ vâng lệnh đến đây đoán thiếu hiệp. Từ văn hỏi, Huỳnh Huỳnh vâng lệnh ai? Gia sử, lệnh sư là ai? Diệu thủ tiền sinh. Từ văn trật tỉnh ngộ, bụng bảo dạ. Gã đã là đệ tử của diệu thủ tiên sinh, thì chuyện gã biết chân tướng của mình cũng chẳng có gì là lạ. Hoàng Minh nổi lên một tràng cười sang sảng nói. Gia sư rất là quý trọng thiếu hiệp. Người cho là trong vòng trăm năm nay, bây giờ mới có bậc kỳ tài như vậy. Từ văn bẹn lẹn nói. À, đó là lệnh sư quá khen mà thôi. Hoàng Minh ngẹo đầu ngẹo cổ hỏi. Huỳnh Mỗ lớn tuổi hơn Thiếu Hiệp, muốn kiểu Thiếu Hiệp bằng hiền đệ có được hay chẳng? Hai chữ Thiếu Hiệp có điều không thuận miệng. Từ văn thấy đối phương là người mau lẹ, liền nảy ra mối hào cảm. Chàng tùm tìm cười nói, Ồ, cái đó thì có gì mà không được chứ? Hoàng Minh sung sướng nói, Như vậy là tiểu Huỳnh tự đại rồi, có phải là hiện đại định đi khai phong hay không? Từ văn đáp, Đúng vậy, huynh huynh có điều gì dạy bảo Hoàng Minh bật cười đáp ờ, Đừng khách sáo nữa Cái gì mà dạy bảo với không dạy bảo Tiểu huynh vâng lệnh gia sử Gọi hiền đệ đến một nơi để xem một việc Từ văn nghi ngờ hỏi Việc gì, ở đâu Hoàng Minh đáp Hiền đệ tới nơi sẽ rõ Bây giờ hắn còn sớm Chúng ta hãy vào thị trấn uống mấy chén có được chẳng từ văn thấy việc đi khai phong không có gì là gấp rút. Sớm muộn một ngày cũng chẳng làm gì. liền gật đầu đáp. Ờ, được rồi. Hai người dẽo vào thị trấn, tìm đến một tiểu lầu lớn nhất. Hoàng Minh dường như là khách quen, nên là đi thẳng lên lầu, kiếm một phòng riêng biệt mà ngồi. Điếm tiểu nhị thò đầu vào cửa ngó, cười hì hì nói. Huỳnh tướng công, tiểu nhân sắp dọn như là trước nhá. Hoàng Minh không thèm ngoảnh đầu ra, vẫy tay đáp. Ờ, thêm vào bốn hồ lạnh nữa nha. Rượu phải không? Hoàng Minh gật đầu đáp. Ờ, thứ hòa điều. Xin thưa. Tiểu nhị trở gót lui lại. Lát sau, gã đã đặt chén bát, bốn đĩa quả khổ, hai chung trà. Chẳng mấy chốc, rượu nhắm đầy bàn đã mang lên. Từ văn quen ăn uống nhiều thứ thuở nhỏ, trang thấy lắm thức ăn cũng lấy làm khoái trí tiểu lâu này khá lớn hành lang chạy giễu bốn mặt chính giữa là một tòa lầu dùng để thiết yến đãi khách hai mé đông tây đều có những gian phòng nhỏ quay mặt ra đường những dãy phòng này chưa làm sáu căn nhỏ rất là trang nhã tử văn cùng hoàng minh lấy căn bìa mé hữu hoàng minh rất là vui tính và lẹ miệng hắn đem những câu chuyện hiếm có trên trốn giang hồ kể ra từ văn nghe không chán tai. Hai người đang cao hứng ăn uống, chuyện trò. Thì trước cửa phòng, một gã áo đèn xuất hiện. Mặt có vẻ rất là nghiêm trọng. Hoàng Minh ngừng lại, nghiêm nén mặt hỏi gã. Có chuyện gì vậy? Hán tử hỏi lại. Có cần ủy kỵ gì không? Hoàng Minh đưa mắt ngó từ văn đáp. Đồng hội đồng thuyền, bất tất phải nghỉ ngại. Từ văn biết ngay là Hoàng Minh bảo gã có việc gì cứ nói, không cần giấu giếm mình. Gã áo đen dảo bước đi vào, còn cách chừng ba bước thì quỳ một gối xuống. Hai tay của gã bưng một cái hộp gỗ dơ lên cao đỉnh đầu, rõng rạc nói. Môn có môn quỷ, ra có giả pháp, không đạo sâu xa, tám chữ mà trà. Đệ tử thuộc hàng chữ thổ, xin tham kiến thượng bối. Hoàng Minh bệ vệ, vẫy tay nói ở bớt đất theo lẽ thường, người đứng lên mà nói. Tạ ơn thượng bối. Hắn từ áo đen đứng dậy, bưng hộp gỗ để xuống trước ngực, thái độ rất cung kính. Từ văn nhớ lại khi ở núi Bạch Thạch tranh đoạt thạch Phật, diệu thủ tiên sinh có nói mấy câu môn quỷ, là tù bảo hội chủ Quách Vân Hương đã sợ cò vòi, díu dít đưa ra thạch Phật. Xem thế đủ biết, địa vị của diệu thủ tiên sinh trong không đạo rất là cao trọng. Hoàng Minh là đệ tử của lão, tất là địa vị cũng không kém lắm. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì Hoàng Minh lại hỏi. Giờ nào khai đường? Vào lúc chính ngọ. Hoàng Minh lại hỏi. Trong lò cắm bao nhiêu nén hưởng? 108. Thế đầu hương là ai? Ngũ trụ. Đỉnh lò chữ điện ở đầu. Đưa trò ra đây. Hắn tử áo đen tiến lên một bước, gã cầm hộp gỗ mở ra. Từ văn đưa mắt nhìn vào trong hộp, bất giác trợn mắt há miệng, lông tắc dựng đứng cả lên. Trong hộp đựng một cánh tay máu chảy đầm đìa. Hoàng Minh thò tay cầm lấy cánh tay đó, vung lên trước mặt từ văn một cái, rồi đặt vào hộp nói. Được rồi. Hán tử áo đen đậy nắp hộp kính cẩn thì lễ rồi lui ra ngoài. Từ Văn kinh hãi ngó Hoàng Minh toàn hỏi, nhưng lại nghĩ tới đây là việc bí mật có quan hệ đến bang phái của người ta. Mình là người ngoài cuộc, chẳng thể xen miệng vào được. Nhưng không hỏi cho biết thì mối kinh nghi trong lòng vẫn rất là xao xuyến. Về mặt của chàng lộ ra điều băn khoăn. Hoàng Minh cất tiếng hỏi, hiện đại đã nhìn rõ chưa? Từ văn ngơ ngác hỏi lại. Nhìn rõ cái gì? Thì uh, cánh tay bị đứt đây. Ờ, uh, uh, Huỳnh Huỳnh, tiểu đệ không hiểu. Hoàng Minh ngắt lời. Cái đó, cốt là để cho hiền đệ coi. Từ văn kinh hãi run lên hỏi. Huỳnh Huỳnh bảo Vương mệnh sư môn, để cho tiểu đệ coi một việc. Phải chăng là cái này? Hoàng Minh đáp. Đúng vậy. Huỳnh Huỳnh nói rõ thêm một chút được chăng? Hoàng Minh nói, hiện đại còn nhớ gã lục quân hay không? Từ văn đáp, gã là thiếu hội chủ của tụ bảo hội, ờ, gã làm sao? Hoàng Minh đáp, thì cánh tay đứt đó là của gã đấy. Từ văn giật nảy mình lên hỏi, sao? Cánh tay của lục quân đấy ư? Ừ? Hoàng Minh đáp, đúng vậy, Phái không đạo tuy là môn hộ phức tạp, rồng rắn lẫn lộn, nhưng mà luật lệ của sư tổ để lại rất là nghiêm minh. Lục quân tuy là được luật lệ bản môn cho thu thập đổ báu, nhưng mà chẳng khoan dung việc lấy lừa gạt nữ sắc. Hiện đại đã hiểu chưa? Từ văn chợt tỉnh ngộ. Chàng nhớ lại diệu thủ tiên sinh đã cho chàng hay. Lục quân biển thủ tài vật, lại lừa gạt nữ sắc là một điều mà môn quỳ chẳng thể tha thứ không ngờ lời nói của lão xem nặng bằng non. Lục quân vì muốn lấy được thạch Phật mà phải dụng thủ đoạn đề hèn, gây cảm tình, lừa bịp thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vi. Lại còn xâm phạm cả trình tiết của nàng, khiến cho nàng đã mấy phen toàn tự tử. Chính chàng cũng đã hứa với nàng là sẽ giết lục quân để báo thù. Chàng gật đầu đáp. Tiểu đệ biết rồi. Hoàng Minh nâng chum lên nói. À, thôi nào, ờ, chúng ta uống rượu đi. Trời đã gần tối, tiểu nhị đã thắp đèn lên. Bây giờ chính là lúc tiểu khách đến đồng. Khắp tòa tiểu lầu, Chìm nắm trong những tiếng hồ sai quyền hành lệnh, lẫn vào tiếng đàn hát. Từ văn không uống được nhiều rượu, chàng vươn vai hỏi. Chúng ta động thân thôi chứ? Hoàng Minh trái lại tiểu hứng trượt thỏa tùm tìm cười đáp. Ờ, chúng ta hãy cạn bình này nữa có được hay chẳng? từ văn không tiện khiến cho người bạn sơ giao phải cột hứng liền gật đầu đáp ờ cũng được giữa lúc ấy tiếng nhã nhạc ở nhà bên cạnh nổi lên một khúc ca trên trời có đám mây xanh dưới đất hoa đỏ chung quanh hoa vàng gió tây hầy hẩy hơi, hơi hương nhận bay từ bắc vội vàng xuống nam phân ly lệ thảm ai làm dầu dầu ngọn cỏ đầm đầm sương mai võ cầu vụn vụt bay xa dây đầu mở buộc con người ra đi. Tiếng hát tới đây dừng lại. Từ văn nghe xong ngẩn người. Trong đầu óc của chàng hiện ra một bức họa xúc động can trường. Chàng hồi tưởng lại quang cảnh năm xưa. Trong trốn đình viện quạnh hiu tình mịch, một à tiểu tỷ nhỏ tuổi mặc áo xanh ngồi trên ghế đồn đá dưới bóng hòa. Trước mặt cô là một cậu bé trai chừng 6-7 tuổi, chăm chú lắng nghe, tiểu tỷ áo xanh được trời cho giọng hát trong trẻo, Cao khúc Thôi Oanh Oanh tống biệt Trường Quân Thụy, mà dường như cô cũng biệt mối biệt ly đau khổ của Thôi Oanh Oanh làm cho xúc động. Thằng nhỏ chẳng biết có hiểu gì không, cứ dương cầm mắt đen láy nhìn cô. Ít ra, nó cũng biết giọng hát của thị tỷ rất là ngọt tài. Đấy là bức họa hoạt ngày mà chàng còn nhỏ tuổi. Từ văn nhớ lại cảnh cũ, bất giác, chàng buông tiếng thở dài, Cầm mắt long lành ngấn lệ. Khúc hát lại vang lên bằng thanh điệu thê lương ảo não. Não nùng tiếng khóc, lâm ly vó cầu khấp khảnh, bánh xe gập gành. Đoái trông mười dặm trường, hỏi ai có thấu tình ai chăng? Tiếng hát chấm dứt, mà thanh âm vẫn còn vang vẳng bên tai. Trên má tử văn, hai giọt lệ bằng hạt đậu động lại. Bức họa đau lòng lại nổi lên trong đó của chàng không biết mấy lần tham cảnh ruộng bể nương đầu, nhà tan người chết, khiến cho dòng máu kiều hận chảy dầm rập trong thân thể của chàng. Hoàng Minh phát giác ra tử văn có trạng thái khác lạ, thì không khỏi kinh hãi, hất hàm hỏi. hiện đệ, hiện đệ làm sao vậy? Tử văn vẫn chìm đắm vào giấc mộng ngày còn thơ nên chàng không trả lời. Hoàng Minh lại hỏi. Này, hiền đệ, chuyện này là thế nào đây? Từ văn buột miệng hỏi lại. Là ai hát khúc vừa rồi? Hoàng Minh ngơ ngác đáp. Sao? Ai hát gì đâu? Huỳnh Huỳnh không nghe thấy hay sao? À, đó là mụ ở canh giáp vách. Tiểu Huỳnh không hiểu rõ đầu đuôi. Có điều mụ hát kiếm tiền khá lâu rồi. Nên là những người ở đây kêu mụ là oanh oanh. Oanh oanh ư? Hoàng Minh gật đầu đáp. Ờ, đúng vậy. Vì uh, 10 lần, thì đến 9 lần là mụ hát ca khúc Thôi oanh oanh, tống biệt trường quân thụy. Từ văn lại hỏi. Mụ uh, độ bao nhiêu tuổi? Hoàng Minh đáp. Trường độ 30. Hiện đại hỏi mụ làm gì? Từ văn ngập ngừng. Vì uh, chàng chưa dứt lời, thì phòng bên có tiếng rên ư ư. Từ văn chấn động tâm thần. Chàng liền đứng dậy mở rèm đi ra. Thì vừa trông thấy bóng người vượt qua hành lang, hấp tấp xuống lầu. Chàng trông thấy bóng sau lưng, dường như rất là quen thuộc. Bỗng chàng ngẩn người ra, tự hỏi. Bóng người này là ai? Bỗng chàng lao hoảng. Đúng hắn rồi, khách qua đường. Từ văn chạy vội ra cửa cầu thang. Tiếng kêu kinh ngạc do Hoàng Minh phát ra. Từ văn dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy Hoàng Minh một chân ở trong cửa phòng bên cạnh Và gã thò đầu ra Cất tiếng run run gọi Hiện, Hiên đệ Mụ chết rồi Một ý niệm trực giác Khiến cho tử văn bỏ việc dượt theo khách qua đường Chàng vội quay gót trở vào Tiến vào phòng âm nhạc Tiểu khách có người nghe tiếng Ngành cổ trông Nhưng mà không thấy có gì khác lạ Lại ngồi xuống Tử văn đảo mắt nhìn vào thì thấy một người đàn bà áo đen nằm sóng sượt dưới đất. Chàng tới lại gần coi, bất giác lao hoàng. Mai Hưởng, đúng là người rồi. Hoàng Minh kinh hãi hỏi. Hiền đệ nhận biết mụ ử. Từ văn run lên đáp. Mụ là người thị tỷ, luôn luôn kề cận ra mẫu. Từ văn cúi xuống ôm người đàn bà đặt lên ghế, gọi luôn mấy tiếng. Này, Mai Hương, Mai Hương, Người đàn bà áo đen chỉ còn thoi thóp thở, xem chừng sắp chết đến nơi. Chàng đưa mắt nhìn người mụ một lượt, rồi nghiến răng nói. Mụ bị trúng độc rồi. Chàng vội lấy thuốc giải bên mình ra, nhét vào miệng của Mai Hương bà viên. Hoàng Minh lấy một cốc nước đổ cho người đàn bà áo đen nuốt thuốc, gã hỏi tử văn. Sao? Trúng độc ư? Ừ. Tử văn gật đầu. Liệu còn cứu được không? Tử văn lắc đầu đáp vô phương mất rồi. Hoàng Minh ngập ngừng. Hiện đại rất là tinh thông về độc đạo. Từ văn nói ngay. Chất độc này kêu bằng là diêm vương lệnh. Tiêu đệ không giải trừ được. Vừa rồi hiện đệ cho y uống thứ gì? Từ văn thất vọng đáp. Đấy chỉ là giải độc thông thường. Cho uống tạm thời. Họa giả, mô có nói được mấy câu trang vừa nói vừa điểm vào mười mấy huyệt đạo trong người của người đàn bà áo đen. Người đàn bà áo đen thở mạnh một hơi chút, chừng nửa khắc sau, mụ dương mắt lên. Từ văn mồ hôi trên chán nhỏ giọt, chàng cất tiếng run run gọi. Mai Hương! Này! Mai Hương! Người đàn bà áo đen đào cầm mắt thất thần, hồi lâu mới ú ớ hỏi. Tướng công là ai? Sao biết tỷ nữ Tư văn kích động vô cùng Hỏi lại Mai Hưởng Ngươi không nhận ra ta ừ. Hoàng Minh nói xen vào Hiện đại quên là mình đã cải trang ừ Tư văn sực tỉnh ngộ Vội nói Mai Hưởng Ta là nhị công tử Đã thay đổi hình dạng Ra mặt của người đàn bà áo đen co rúm lại Mụ cố gắng máy mồi Đỏ cả mặt mũi mới lên tiếng được Nhị công tử đấy ừ tờ văn vội đáp phải rồi may hương ngươi còn nghe được thanh âm của ta không nghe được mẫu thân ta nhị phu nhân hiện ở đâu và ở nam triệu nam triệu ư ừ. phải chăng ở biệt thự tại phía tây thành đúng vậy Từ văn nghi ngờ tự hỏi Mốt thân ta không bị chủ nhân của khách qua đường bắt giữ ử, ừ. tại sao lại ở Nam Triệu? Chẳng lẽ chỗ đó cũng bị đối phương chiếm cứ rồi chẳng? Chàng hỏi tiếp, mốt thân của ta bình yên chứ? Bình yên. Từ văn lại hỏi, sao ngươi lại đến đây làm nghề hát dòng? Vâng mệnh, nhị phụ nhân, trốn ra đây, kiếm nhị công tử Từ văn giật mình hỏi Người trốn ra đây kiếm ta ừ Đúng vậy Từ văn hỏi Để làm gì Nhị phu nhân Bảo tỷ nữ Cảnh giác Nhị công tử Sau tiếng nói đó Quá nhỏ không nghe rõ Từ văn rất nỗi là bồn chồn run lên hỏi Mai hường cố lên, cảnh giác ta điều gì? Người đàn bà áo đen miệng lắp bắp mà không phát ra âm thanh được, một quang thất thần toán loạn. Hoàng Minh run lên nói, mụ nguy mất rồi. Từ văn lòng nóng như là lửa đốt, chán nổi gân xanh, nắm lấy vai của người đàn bà áo đen lắc mấy cái, rồi lớn tiếng hỏi. Người bắt giữ nhị phu nhân là ai? Người đàn bà áo đen cố gắng đến cùng cực, mới thốt ra được hai tiếng hắn hắn rồi thị ngẹo đầu tắt hơi từ văn trợn mắt nghiến răng rú lên một tiếng miệng hộc máu tươi hoàng minh tay chân luống cuống vội khuyên dài hiện đại hiện đại hãy bình tĩnh lại đi từ văn bỗng ngẩng đầu lên nói bằng một giọng rất là xúc động huỳnh huỳnh chúng ta tuy là mới sờ rào song tiểu đệ có hai việc ký thác Hoàng Minh ngắt lời Hiện đại có việc gì? Nói đi Từ văn đáp Một là Xin huỳnh huỳnh vì tiểu đệ Mà mai táng cho mai hưởng Hoàng Minh dục Được rồi, còn việc gì nữa? Từ văn lấy chiếc vòng tay ngọc ra nói Nhờ huỳnh huỳnh Đem vật này đến tường phụ ở Khai Phòng Trả lại cho thế thúc là tưởng úy dần Hoàng Minh ngần ngừ cái này um... Từ văn ngắt lời Huỳnh Huỳnh có sẵn lòng giúp cho tiểu đệ hay không Hoàng Minh lại ấp úng hỏi Hiền đệ Hiền đệ nói vậy nghĩa là sao Từ văn nghiến răng đáp gia mẫu hiện bị bắt giữ Tiểu đệ cần đi ngay Để mà tìm cách cứu viện Hoàng Minh nói Theo ý giả sử Thì bất luận hiền đệ Trước khi hành động như thế nào cũng nên thương nghị với tường tiền bối ở khai phong trước. Từ văn chặn lời, tiểu đệ nóng lòng như là lửa đốt, không thể nhẫn nại được nữa. Xin huỳnh huỳnh có thể hoàn tất cho việc này. Hoàng Minh hỏi, nhưng mà hiện giờ gia sư đang thám thính tình hình cừu gia cho hiện đại, sao hiện đại không ẩn nhẫn một chút? Từ văn lắc đầu đáp, xin huỳnh huynh, huynh miễn thứ cho, tiểu đệ không tài nào chờ đợi một ngày nào được nữa. Hoàng Minh hỏi: Hiện đề định đến 5 triệu hay sao? Từ Văn gật đầu đáp: Đúng vậy.